giảm mỡ, giảm cân để đón Tết cho các bạn nữ. 4 ngày một tuần rất đơn giản cùng với Juni. Rồi, cái ngày hôm nay các bạn khi các bạn tập luyện tại nhà, khuyên các bạn hãy chuẩn bị dụng cụ đầy đủ bao gồm là thảm, nước, tạ nhiều quần độ. Ở đây chúng ta có 1 cặp 1,5 kg, 1 cặp 3 kg, 5 kg và dày những dày. Rồi với một lần tập này thì mình sẽ sắp xếp và phân bố như sau. Rồi ngày đầu tiên thì các bạn là ngày chúng ta sẽ tập mông, điều tất cả bạn nữ đều mong muốn. Và cái ngày tập mông này mình sẽ cho các bạn tập 4 bài rất đơn giản. Đầu tiên là bài squat. Với tư thế squat đầu tiên khi ở góc một góc độ ngang, rồi khi các bạn squat xuống đây, các bạn squat xuống xuống rồi nha. Có những lưu ý nào đây này, với bài squat này các bạn đang tập là 15 cái. Với việc squat khi các bạn squat xuống mình sẽ chỉnh cái tư thế sai ngay khi đây lên cho các bạn. Rồi bạn sẽ squat xuống. Rồi điều đầu tiên á, hãy lưu ý là cái phần lưng của các bạn hãy làm sao giữ thẳng, cái mắt của các bạn nhìn về phía trước, cái ngực của các bạn hướng lên một chút. Rồi khi nâng lên, nâng ở đây hãy lưu ý đến cái đầu gối của các bạn. Bình thường á nó sẽ có khuynh hướng là các bạn hơi dốc về phía trước, và cái chân của các bạn á, cái đầu gối á, các bạn sẽ có khuynh hướng là các bạn hơi dốc về phía trước như thế này, và nó sẽ rất là khó. Các bạn đặc biệt là các bạn nữ, các bạn sẽ hơi quen với một việc đó là cái đầu gối của bạn, các bạn hơi khép vô gì các bạn quá xuống và nó sẽ bị nhấc cái chân, cái lực nó nhấc lên, cái lực nó dồn vào cái đầu gối rất là nhiều. Các bạn hãy tập cái việc đó là các bạn hãy mở đầu tiên, các bạn mở các bạn chân ra, sau đó các bạn hơi xoay cái đầu gối ra và các bạn xuống. Cái cảm nhận đầu tiên của các bạn là các bạn hơi đưa cái mông về phía sau và cong cái phần mông lên để mà giữ cho cơ thể của các bạn thẳng á. Nó sẽ có khuynh hướng là như thế này, là khi các bạn quá xuống á, các bạn sẽ có khuynh hướng là các bạn không đưa cái mông mà các bạn chỉ ngồi xuống một cách tự nhiên, thì các bạn sẽ bị dốc cái gối về phía trước. Các bạn sẽ phải chỉnh lại cái việc các bạn đầu tiên các bạn hơi hướng cái bạn đưa cái mông lên phía sau thì nó mới tác động nhiều cái mông của bạn, đúng không? Rồi đưa cái mông lên phía sau, rồi ngồi xuống với khuỷu tay hoặc là bắp đùi. Một cái cách các bạn có thể để cái tay phía trước về, các bạn sẽ dễ giữ thăng bằng và các bạn không bị ngã vào phía sau nhiều khi các bạn cố gắng các bạn kéo cái mông lên phía sau. Rồi nào bây giờ em thử thế này đó. Rồi đó, đúng rồi, giữ lên các bạn. Rồi đưa tay về phía trước, đưa tay về phía trước, đưa tay về phía trước, xuống xuống đó, kéo cái mông lên phía sau đó. Các bạn nhớ một điều nữa là các bạn phải xuống đủ sau nha, xuống như thế này là chưa đủ nè, các bạn phải xuống đây, các bạn phải căng mông lên cơ mông, phải đẩy lên. Rồi 15 cái, các bạn squat, xuống hít vào, lên thở ra. Đến với bài số 2, đó là bài tập bước. Các bạn tay các bạn chấm neo và các bạn bước tới trước như thế này. Hãy lưu ý một điều là khi xuống, cái đầu gối này nó không nhiều, bạn bước thì các bạn cứ phá hoại cái gối của bạn, tập cái lòng xuống gì, nó rất là đau, cho dù các bạn đứng bình thản. Khi các bạn bước xuống, các bạn lưu ý các bạn tránh việc các bạn quá dốc gối về phía trước, hoặc là cái trọng tâm các bạn dồn nhiều trước như thế này, bạn bước xuống hơi lưng lưng gì, bạn không bước gì, không bước gì, cũng không phải bước xuống quá gì, cũng không xuống bước xuống quá gì, mà các bạn bước xuống vừa thôi, bước xuống giữ trọng tâm các bạn thăng bằng ở dưới. Rồi một lưu ý nữa là kết bàn chân của các bạn, nhiều bạn bước xuống bạn bẻ một bàn chân như thế này, nhìn nè đó. Rồi chỉnh lại nha, xoay cái mũi chân lại, xoay cái mũi chân lại, giữ lưng thẳng, mắt nhìn vào trước. Khi xuống các bạn cảm thấy cái lực căng ở phần cơ đùi trước của cái chân phía sau và căng cơ đùi sau và phần mông là đúng. Xuống rồi lên, xuống rồi lên. Rồi em cho em thử đi. Rồi em tiếp tiếp đây. Bài tập này hoàn toàn bài tập rất dễ dàng và nhẹ. Rồi bước xuống, xuống rồi lên, giữ thẳng nha. Xuống rồi lên, xuống rồi lên, đúng rồi, tay chấm neo xuống rồi lên đó. Các bạn lưu ý những vấn đề đó, nó thật sự không khó lắm, bạn cần phải tập trung bình tĩnh, hít thở nè, hít thở, hít thở. Ok, với bài tập này hãy tập là khoảng 12 cái mỗi bên chân thôi, nghĩa là khá là nhiều, tại vì nó xen kẽ nha, trái phải là khoảng tầm 2 bước, khoảng 24 cái. Rồi đến với bài tiếp theo, ta sẽ tập bài đá mông. Thì mới từ thế bắt đầu, em bạn đứng lên không đi. Rồi xuống, chống tay xuống dưới, đá mông lên. Rồi rồi tiếp lên, đá mông. Rồi các bạn hãy lưu ý là với chân này, với vào cái đá mông này, điều đầu tiên các bạn lưu ý là cái lưng của bạn phải cong, phải tạo thành cái đường cong như này. Các bạn hãy bạn nhìn trước, các bạn co cái chân vào
bạn co cái chân vào, không co bằng đầu gối tới đây. Rồi các bạn cuộn bụng vô, khi các bạn đá lên là các bạn phải đưa tới đây, rồi từ từ các bạn nâng lên gì và gồng và khóa chặt và siết cái phần cơ mông của bạn lại, chứ không phải là các bạn đưa tới đây các bạn đá thẳng lên. Như vậy thì cái cơ mông của bạn sẽ tham gia không đủ nhiều, các bạn phải em hiểu như thế. Các bạn phải thật sự là các bạn phải đưa cái chân của các bạn đi ra tới đây, rồi sau đó dùng cái lực cơ mông để nâng lên, và khi nâng lên các bạn cố gắng các bạn giữ lại khoảng nửa giây và gồng và siết chặt cơ mông. Rồi các bạn làm này các bạn có thể tập luyện lưng phiên mỗi cái chân khoảng 12 lần, hãy thở đều. Rồi đến với bài tiếp theo, bài số 4 đó, đúng rồi. Rồi bài số 4 chúng ta sẽ tập được cái là nâng mông lên, giữ nâng mông lên. Rồi nằm nâng mông lên, ok. Rồi nằm xuống. Rồi với tư thế của bài nâng mông này thì đầu tiên các bạn cần lưu ý là cái vị trí cổ chân của bạn, các bạn cần nắm giữ sát vào. Điểm thứ hai là hai cái tay của bạn nắm để bám trên sàn. Rồi khi nâng mông lên, nâng mông lên, nâng lên, nâng lên. Rồi ở vị trí này các bạn sẽ tạo ra một đường thẳng giữa đùi, hông và đầu, và nâng lên các bạn sẽ có khuynh hướng. Rồi hãy chú ý cái phần đầu gối của các bạn, khi các bạn nâng lên các bạn sẽ có khuynh hướng là dẫn hai bàn chân cho nó dính xuống sàn và di chuyển cái đầu gối hướng về phía trước một xíu thì các bạn sẽ gồng vô và siết được cái phần cơ mông nhiều hơn. Rồi em thử rồi, nâng lên đó, gồng lên và siết cái phần cơ mông vô xuống, không cần chạm đất nha các bạn, gồng lên và siết cái phần cơ mông vô nhiều hơn. Rồi ở đây này hai tập 15 cái. Rồi như vậy thì cái ngày đầu tiên, cái ngày tập hôm nay của bạn, các bạn có 4 bài tập là squat, bước, đá mông và nâng mông, nhưng không phải là các bạn tập những 4 bài tập đó. Mình khuyến khích để đốt mỡ nhiều hơn, các bạn nên tập xen kẽ giữa bài chung chát khoảng 30 cái. Nghĩa là đầu tiên các bạn squat 15 cái, sau đó các bạn chung chát 30 cái, các bạn nghỉ 30 giây, và sau đó các bạn bước tới là bạn bước, các bạn bước 12 cái mỗi bên chân, sau đó các bạn lại đứng dậy, các bạn tập chung chát liên tục. Rồi các bạn tập, sau đó các bạn xuống, các bạn tập cái bài đá mông, đá co lên, co lên, đá mông, đá ra, nâng lên, đá ra, nâng lên. Rồi lại đứng dậy tiếp tục 15 cái chung chát. Rồi và nữa các bạn tập cái bài nâng mông, nhớ nâng lên và khóa giữ lại, nâng lên khóa và siết giữ lại, nâng lên khóa và siết giữ lại 15 cái, và tiếp tục là 15 cái chờ 30 cái chung chát. Như vậy thì một vòng tập của các bạn nó bao gồm các bạn tập 4 động tác và 4 lần chung chát. Và cái ngày tập mông đùi này các bạn cần 3 vòng lặp lại như vậy, ok. Rồi các bạn hiểu chưa? Thì đến với ngày số 2 của chương trình giảm mỡ giảm cân 4 ngày 1 tuần dành cho nữ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập phần trên. Ngày vừa rồi khi mà cái lực tập này, các bạn đã tập cái ngày đầu tiên, các bạn đã tập rất nhiều bài tập mông chân đùi, đảm bảo các bạn sẽ rất là khỏi. Ngày tiếp theo nếu mình tập tiếp tục như vậy hiệu quả nó sẽ không có. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tập phần trên, bởi vì có thể bạn nó còn khó gọn ở cả bàn tay, vai, lưng, khó gọn đều khi bạn tập đồ bạn mới đẹp được. Rồi rất đơn giản, một điều đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài chống đẩy. Thì với tư thế chống đẩy phụ nữ đơn giản, các bạn sẽ để mở đầu tay ra như thế này, và các bạn sẽ xuống xuống, hít vào, lên, thở ra. Rồi chúng ta làm gì, cái thủ sai và cắt để các bạn có thể thực hiện được. Rồi điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là cái vị trí cơ thể của các bạn, các bạn cần phải hơi đẩy cái vai một chút, tạo thành một cái đường thẳng giữa vai, hông, mông và lưng, đùi. Lưu ý tiếp theo là hai bàn tay của bạn, các bạn cần phải mở ngón tay ra và cảm nhận một cái lực đè mạnh xuống sàn. Và lưu ý tiếp theo là khi bạn hít xuống ấy, cái khuỷu tay của bạn đi thì nó đứng xéo ở đây, nó không đi lỏng ra, không mở khuỷu tay ra ngoài, không khép vừa trong quá. Và bạn sẽ hít xuống, bạn ngửa ngực lên, bạn nhìn mặt như phía trước, bạn xuống vừa thôi, bạn ngửa xuống, bạn đẩy lên. Rồi bạn đừng có để cái phần bụng của bạn nó chạm vào sàn trước, bạn giữ người thẳng, hơi gồng nhẹ cái bụng xuống một xíu, và bạn xuống, bạn đẩy xuống, hít vào, lên, thở ra, xuống, hít vào, lên, thở ra. Rồi đầu tiên là các bạn cần lưu ý là các bạn nên tập đứng và bạn giữ khi mà các bạn chưa quen. Điểm thứ hai các bạn lưu ý là các bạn xuống vừa một chút chút từ từ, ví dụ các bạn mà hơi yếu các bạn xuống không được gì. Rồi nhúng nhúng nhúng, khi các bạn làm được điều đó khoảng từ 5 cái bạn quen rồi, bạn sẽ bắt đầu xuống sâu hơn và những ngày sau, những tuần sau. Và bạn khi bạn xuống thật sự đủ khỏe các bạn làm xuống thật sâu vô, và khi nhớ lúc đó nhớ ưỡn cái ngực lên thì cái lực nó sẽ tác động vào phần hai cái nhóm
cơ ngực ở đây của phụ nữ. Nhóm chỗ này nó sẽ làm cho khối cơ nó phát triển và trở nên săn chắc hơn, giữ cho phần của bạn dễ săn chắc hơn. Rồi chúng ta đến với bài tập tiếp theo. Bài vừa rồi hãy đọc 15 cái một hiệp, xuống hít vào bên ngoài ra nha. Và các bạn còn đọc 3 hiệp thì đến với bài số 2, các bạn sẽ đọc bài cú đà đơn. Thì với một cú đà đơn rất nhỏ nhẹ như thế này, khoảng 1,5 kg. Rồi các bạn đứng khuỷu tay của bạn đứng như thế này, giữ hai chân song song, lưng thẳng, đứng cuốn lên, cuốn chậm chậm lên, rồi xuống lên cái hít vào, xuống từ từ, nhớ xuống thấp tay để thở ra. Các bạn lưu ý các bạn xuống lưng lưng các bạn đưa lên, và một động tác các bạn còn thực hiện chậm, tránh cái việc các bạn chậm bạn quan tải sang cái động tác lên đó, bạn tập quan ra hôm nay. Rồi lưu ý tiếp theo qua động này là phần cổ tay của các bạn, các bạn tránh cái việc các bạn cuốn lên, các bạn bẻ cổ tay lên như thế này. Các bạn sẽ rất dễ bị đau cổ tay, đặc biệt với nữ. Các bạn còn cần phải bẻ cổ tay lại, bóp chặt cái bàn tay, đặt xuống, đưa xuống, xuống hít vào, lên thở ra. Rồi nó đơn giản đúng không? Rồi đến với bài tiếp theo, chúng ta sẽ tập bài vai, tập cho cái bờ vai của bạn săn chắc lên. Bạn sẽ đứng ngang, bạn cầm đàn, đưa ngang lên xem bên, đưa ngang lên, lên thở ra, xuống hít vào. Đúng rồi, các bạn sẽ phải cảm nhận là các bạn sẽ thả lỏng cái lực bắp tay, dùng cái bả vai này để các bạn đưa lên, đó, lên thở ra, xuống hít vào. Những bài tập này nó sẽ giúp cơ vai của các bạn nữ trở nên săn chắc, và mình nói lại một lần nữa là các bạn sẽ không thể nào tập được cái bờ vai to bộ dày này trăm phần trăm em lên tới khoảng 10 kg. Đã lâu cái bạn này mới có 1,5 kg thôi, tổng tin bây giờ cầm được 5 kg thôi. Bạn đưa lên các bạn sẽ cảm thấy các bạn sẽ không thể nào các bạn đưa ngang vai lên cả 5 kg đó được. Đó một điều rất thực sự rất khó khăn với các bạn nữ, các bạn sẽ không thể đưa ngang vai lên như thế này. Chán đúng không? Thì đây với mình hoàn toàn cầm cục 5 kg này, mình đưa lên đưa xuống rất nhẹ nhàng, mình có sở hữu được một cái bờ vai to tròn như vậy, nên các bạn nên thoải mái tập nha. Ok, đến với bài tiếp theo, bài số 4, chúng ta sẽ tập bài kéo lưng và một cục cạnh tầm em cầm cục cạnh một tiếng rồi cầm cục cạnh một tiếng. Rồi với bài kéo lưng này, nó sẽ làm cho bạn thon gọn săn chắc phần cơ lưng và cái phần mỡ thừa ở nữ, phần chỗ này, phần phía đây nè, cái phần mở thừa ở đây, bạn sẽ tập dễ dàng. Với bạn kéo lưng đầu tiên, bạn gặp cái người hai chân bạn mở rộng, với bạn gặp cái người của bạn xuống, rồi mặt nhìn hơi xuống dưới một xíu, rồi hai quỷ tay để xuống, rồi gặp kéo lên, đó, khép lại, cái lưng của bạn giữ thẳng nha, rồi mới sẽ tới trước, rồi gặp người xuống nè, thẳng nè, đầu là thẳng, hơi nhìn xuống dưới một xíu, rồi kéo lên nè. Đó, khi kéo lên các bạn ngưỡng cái phần lên, các bạn sẽ cảm nhận cái lực ép ở hai cái phần cơ lưng, hai phần chống như thế này, các bạn ép vô nhau. Rồi, đây là bài tập cực kỳ đơn giản, xuống vào lên vào ra, các bạn tập tại nhà để phần lưng của bạn trở nên thon gọn hơn. Ok, rồi thả đà xuống. Nghĩa là vừa rồi các bạn có 4 bài tập, bao gồm bài chống đẩy, bài cuốn tạ, tập vai và bài kéo lưng. Mỗi bài tập các bạn phải tập cho mình 3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 15 cái. Cái bài cuốn tạ thì bạn tập 15 cái mỗi bàn tay. Nhưng mà cái ngày tập hôm nay nó chưa kết thúc, cái ngày tập thứ hai các bạn tập như vậy, các bạn sẽ không đủ mệt. Các bạn có thể mỏi, nhưng mà các bạn sẽ không đủ mệt để đốt một cái lượng calo trong cái chương trình của bạn đang là giảm cân, giảm mỡ và trở nên săn chắc hơn. Thì mình cho bạn một cái bài tập đó nữa, đó là bài nhảy dây. Rất đơn giản. Bạn cần phải có một cái bộ dây nha. Rồi tiếp theo là chọn một cái đồng hồ, có thể bạn đứng trước một cái đồng hồ treo tường. Rồi lưu ý là khi mà bạn nhảy dây, bạn sẽ xoay cái cổ tay của bạn như thế này, tránh việc cầm quơ như vậy. Bạn nhảy rất là dễ rồi, rất là dễ dắt dây, bạn xoay nhẹ cổ tay của bạn, đứng rồi bạn nhún vào cái mũi chân bạn nhún như vậy. Đó, rồi nhảy. Đó, mới đầu các bạn nhảy được rồi, nhún nhẹ vào cái mũi chân, nhớ xoay cổ tay. Rồi, quy tắc của chơi rất đơn giản, hãy nhìn cái đồng hồ. Làm sao mà trong vòng 20 giây hoặc 30 giây bạn nhảy mà không dấp. Nếu dấp, bạn làm lại và thực hiện 4 hiệp như vậy. 30 giây không dấp, ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với ngày tập thứ 3 và sẽ tiếp nhận luôn cho các bạn. Đó là ngày tập thể lực. Về thể lực, ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 bài tập. Mình yêu cầu các bạn là hãy cầm cái đồng hồ để chuẩn bị, bởi vì những cái bài thể lực này chúng mình sẽ không tính cái cho các bạn, mà các bạn sẽ tập với thời gian. Rồi nhớ nha, ngày thứ ba các bạn sẽ tập sự đủ nhiều và với thời gian. Và bài đầu tiên là bài chung chính xác, các bạn sẽ tập nhảy tay như thế này liên tục
Đó. Rồi, khoan giờ. Lưu ý của bài học này là đầu tiên các bạn phải chú ý đáp vào cái mũi chân. Nhiều bạn nhảy ra như thế này. Các bạn đáp vào cái mũi chân, một là các bạn rất là tốt, thứ hai là các bạn sẽ ảnh hưởng thể lực của bạn. Bạn hãy nhịp nhàng vào mũi chân, hít thở. Rồi, một sai lầm nữa là nhiều bạn tập bài này, các bạn nín thở suốt bao nhiêu giây? Bạn tập nín thở vậy đó, không duy trì hô hấp và làm bạn rất là nhanh mệt. Hãy nhớ nhịp nhàng thôi, hít thở. Rồi cái nhịp chân của bạn nó cần phải đủ liên tục, chứ bạn đừng có nhảy nó kiểu đứt đoạn gì. Không, nhịp nhàng nó liên tục mà, các bạn không phải tập liên tục. Đó. Rồi không cần các bạn phải tập quá nhanh đâu, các bạn cứ nhịp nhàng 30 giây cho mình. Sau đó nghỉ 1 phút và thực hiện 3 hiệp như vậy. Mỗi hiệp 30 giây, nghỉ 1 phút thực hiện 3 hiệp. Nhớ nha, rất đơn giản. Để bài thứ hai là bài chạy 5 cái đùi như thế này. Đó, chạy thử đây. Rồi. Rồi, ok. Cái lưu ý của cái sai lầm các bạn hay tập bài này, điều đầu tiên là các bạn chạy quá thấp. Nhiều mình nói là chạy năm cái đùi, cái đùi của bạn cũng tập chạy đủ cao chứ. Cao như thế này, ngang hông các bạn, thì bạn chạy năm cái đùi. Cái này các bạn đang nhịp chân lên sàn, không phải chạy năm cái đùi. Mình muốn các bạn có tập sự là nhấc cái đùi của bạn lên. Và khi các bạn nhấc cái đùi của bạn lên, các bạn tốn sức hơn rất là nhiều. Nhớ nha, cố gắng dùng cái lực bắp chân, dùng cái lực chân, cố gắng nâng và nhấc người lên. Điều thứ hai là nhiều bạn chạy nó ra đùi, cái bình thường là các bạn phải ngã lên ra sau như vậy. Không, các bạn ngã lên ra sau thì ảnh hưởng thẳng lưng của bạn, bạn khom người lên một xíu, cái cơ bụng của bạn nó sẽ đỡ lên một chút và bạn tránh cái việc này, ảnh hưởng lên thẳng lưng nha. Rồi điều thứ ba, nhiều người chạy nó ra đùi mà đạt cái chân xuống vậy. Không, bạn đang làm bạn tốn sức á. Thì cái nhịp đầu tiên là bạn để làm quen vào đó, bạn chạy từ thấp vậy. Nhớ nhưng vòng cái nhịp bằng mũi chân nha. Rồi sau đó cho bạn quen bắt đầu nắm tay mình chạy nâng lên. Rồi mình chỉnh tư thế luôn, nhiều bạn chạy mình quăng tay tầm lưng luôn. Ví dụ như là tư thế như này vậy. Không, nhưng nó xấu lắm. Thì mình muốn các bạn tập hiệu quả nhưng mà phải đẹp. Phụ nữ các bạn là phải đẹp, bạn tập phải đẹp. Rồi chạy lên nắm tay mở tay ra, nhưng mà nhiều người đặt cái tay cao lên đó, mình cần kỳ đi không, mình gặp rồi mình sẽ chỉnh cho bạn nhịp nhàng cái tay thôi nha. Đôi khi một động tác nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất nhiều vấn đề để mình nói với các bạn. Rồi tiếp theo cái bài vừa rồi ha, 30 giây liên tục nha, bài này 30 giây liên tục theo đồng hồ nó rất là khó luôn, đảm bảo các bạn không, bạn chạy các bạn nhìn cái đồng hồ bạn tranh cái số 12 số 6 và chạy đi 30 giây liên tục, thật sự là đủ khó. Khó lắm á, đơn giản nào. Rồi, một điều nữa. Nhớ, tiếp thở đều, bài tập này, tại vì tập này rất là khá sức. Bạn chạy, bạn nín thở là bạn mệt, bạn xỉu đi hết. Rồi, tới bài số tiếp theo, bài số 3 của cái buổi hôm nay. Ở cái bài mà chạy nó ra đùi á, các bạn cứ tập 3 hiệp, mỗi hiệp 30 giây, nghỉ 1 phút giữa các hiệp nha. Rồi, bài tiếp theo là chạy gót chạm mông, như thế này, gót chân chạm mông. Thôi, nhiều người tập đi nghe là cái gót chân chưa chạm mông. Tại sao mình muốn cái gót chân của bạn chạm mông? Vì khi mà gót chân của bạn nó chạm mông, nghĩa là cơ đùi của bạn ở đây nó bị giãn tối đa. Chính cái bị giãn tối đa đó hoạt động trong khoảng thời gian dài sẽ giúp bạn có một cái bắp đùi thon gọn hơn, đảm bảo 99,99% tất cả phụ nữ đều muốn bắp đùi của mình thon gọn, nghĩa là phần đầu gối của bạn nó phải nhỏ và mở xung quanh nó phải thấp, chứ không ai muốn cái đùi của bạn to như lực sĩ hay to như quế hết á. Tất nhiên mà muốn đùi thon gọn như vậy hãy tập đúng kỹ thuật cái bài chạy gót chạm mông, nghĩa là đánh gót chân của bạn thật sự nó chạm đủ vô cái mông ha, hai lắm nha. Tránh cái việc mình cho mình nói bài chạy gót chạm mông, bài chạy gì cái gì là anh gian rồi, chạy gì mới đúng nè. Nó cái gót chạm đúng vô cái mông mình nha, tối đa hóa góc độ của bắp đùi, chứ không phải là nhiều người lại nghĩ có thật chạy gót chạm mông nên cái gót chân nó chạm mông thì cái mông nó mới bự, thì đó cũng sai luôn. Còn chẳng qua là kéo vô đó, cố lên các bạn tập thôi. Rồi, bài này hãy tập 4 hiệp, 3 hiệp, mỗi hiệp cũng 30 giây liên tục, nghỉ 1 phút giữa các hiệp, đơn giản ha. Rồi, đến với bài tiếp theo, chúng ta tập một bài thể lực tổng hợp, có tên là Bobby. Đó là động tác nâng người lên, xuống, người thấp lên, xuống, đóng tay, nhảy lên, đóng tay xuống, nhảy ra. Rồi, không chân về. Rồi, đó, như vậy là một phần cần một nỗi vào động tác. Động tác này rất mệt và rất hao sức của người bạn sử dụng trong một cái tổ hợp động tác, và phải quăng cái cơ thể của bạn lên
sâu và quan về mình rất mệt. Rồi nhiều người có một cái thói quen bạn thường xuyên bị sai là khi mà bạn chống tay xuống ở đây bạn hay nhảy nó ra gì, nghĩa là bạn đưa cái vai của bạn ra phía sau nhiều quá, trong khi thực tế là cái vai của bạn nó phải giữ vuông góc. Khi bạn đưa cái vai của bạn ra phía sau nhiều quá, bạn nhảy ra phía sau nó lại chân gì bạn chạy chân bạn gì thế xuống hoặc là cái chân của bạn, cái giày của bạn và cái đế của bạn không trơn không trơn bạn không khó bán cho sàn và bây giờ người thầy nhảy ra rồi sau đó nhảy vô. Rồi một cái sai lầm nữa là nhiều bạn tập chưa tối đa biên độ sẽ không làm bạn đốt nhiều calo hơn và trở nên giảm mỡ săn chắc dễ hẹn hơn, là bạn nhảy là bạn chỉ nhảy luôn bao nhiêu rồi xong thì nhảy vô, trong khi lúc đó là bạn nhảy hết biên độ ra bạn phải nhảy vô. Ok, cố gắng đừng tập sai nha. Rồi hãy tập bài đó 30 giây liên tục hoặc là 10 đến 15 cái liên tục 3 kiệt. Rồi đơn giản thì thôi, đó là xong ngày thứ 3. Rồi đến ngày thứ 4 chúng ta sẽ tập bài bụng nha các bạn. Rồi sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 bài bụng đơn giản nhất. Đầu tiên là bài lướt bụng. Rồi xuống lướt bụng. Rồi mình cũng lưu ý luôn là cái ngày lướt bụng á, mình mong là các bạn sẽ tập thêm, bổ sung thêm vài nhảy dây với 1 phút liên tục không vấp 3 kiệt, 1 phút liên tục không vấp nha. Rồi bài lướt bụng đầu tiên á, là hãy chú ý vị trí cái đụng cái chân của bạn, nếu mà để nó quá xa thì bạn sẽ rất khó mất thế và bạn sẽ không lên được và phải co cái chân sát vô. Rồi co chân sát vô. Rồi điểm thứ hai là cái tay của bạn để ở đây, khi mà bạn lướt lên hãy cố gắng cho lòng bàn tay chạm sau vào cái bắp đùi. Lưu ý là bạn cũng không cần phải bật cái lưng bạn lên như thế này, nó mọc lên về là sai. Để khi như vậy thì bạn nhấc hoàn toàn cái lưng của bạn, cái lưng của bạn cũng học chỗ này nè, nó phải bám vô sàn nhà và cái phần bụng của bạn nó bằng hai điểm, đó là điểm A và điểm B trên cơ bụng của bạn. Bạn cho hai điểm nó co và cuộn lại gần nhau thêm thôi. Nó chỉ còn nó cuộn và gần nhau thêm thôi, nó không cần là phải đẩy thúc cái người bạn lên trên cao. Và hãy lưu ý khi bạn lướt lên, cái cổ của bạn cũng bẻ xuống quá mà nó hơi nhìn hướng lên trên. Tại vì có nhiều người gặp bụng mà cũng bẻ cổ gặp cổ bạn xuống hỏi cái cổ trước. Rồi hãy cố gắng gồng bằng cái cơ bụng của bạn lên thở ra xuống hít vào. Rồi nếu có động tác gặp các động tác tập đầu tiên này các bạn hãy tập 15 cái nha. Rồi 3 hiệp để 1 phút gì các hiệp. Rồi đến với động tác tập thứ hai, mình sẽ đặt cái tay dưới cái mông, áp cái bàn tay xuống, rồi mà duỗi hai chân ra, rồi nâng và đá cùng lúc hai chân lên, giữ cái chỗ này nè, khi mà đá lên cái phần chân của bạn giữ hơi vuông góc, mà không phải bạn đá ở đây là chưa đâu, phải hơi đá nó lên một chút ở đây, chỗ này các bạn cuộn cái bụng của bạn vô một chút nha. Nói rất là đưa xuống á, bạn hạ từ từ cái chân mạnh xuống và bạn hơi gồng nhẹ cái phần bụng của bạn. Đây ngay chỗ này mà không còn phải cho nó đập xuống đất. Khi bạn đập xuống đất, cái lực cái chân nó nặng hơn, nó sẽ có khuynh hướng là nó nhấc cái lưng của bạn lên. Như vậy thì bạn chỉ cần bạn co nó lên như thế này, hít vô xuống ở đây, giữ ngay đây là đủ rồi, ngay đây là đủ rồi, gồng tập trung cái phần bụng, thở ra, hít, tăng, mình nhập sâu cho bạn, lên đây là bạn thở ra, cái xuống ngay cái lúc này là lúc mình nặng nhất, bạn sẽ tốn sức nhiều nhất. Bạn có thể chồm cái đầu lên để nó gồng cái bụng của bạn nhiều hơn ở thời điểm này, co lại thở ra. Rồi hãy tập bài tập này 3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 15 cái. Rồi đến với bài tập số 3 đơn giản hơn, đó là bài tập đứng thêm đèn. Rồi quay trở lại đứng thêm đèn. Rồi chống mặt cẳng tay xuống nha. Rồi hai chân của bạn nâng lên, rồi nâng lên. Với đứng thêm đèn này nó rất là đơn giản. Đầu tiên là cái phần mông của bạn hãy giữ người thẳng, hơi hạ mông xuống một xíu. Rồi tiếp tục là vai, hông, mông, lưng nó nhìn thẳng về trước. Bạn sẽ có cảm giác bạn hơi gồng nhẹ cái phần bụng của bạn một xíu ở điểm này. Và khi bạn gồng như vậy, bạn sẽ cảm thấy một cái lực nó tác động vào phần cơ bụng co hai bên bụng của bạn rất là nhiều. Tránh cái việc là bạn lên mà bạn giữ cái người lưng của bạn nó cong quá, nâng cái mông lên cao quá, nó không tác động nhiều và tư thế lên. Rồi cái bóp dưới hạng của bạn dây, nghĩa là bạn cầm cái đồng hồ của bạn, lấy điện thoại của bạn để mặt như nào, bấm giờ 30 giây, 45 giây, theo đó bạn tập. Ok không? Tập đơn giản, hãy cố gắng vượt qua 30 giây, sau đó là 45 giây, sau đó là 50 giây, 60 giây, 1 phút, 1 rưỡi, 2 phút, tuyệt vời, thực sự rất là tuyệt vời nếu bạn có thể tập được 2 phút. Cố gắng đi, 3 hiệp, để 1 phút nghỉ các hiệp. Rồi đến với bài tiếp theo, bài số 4 của ngày tập 1, đó cũng là bài cuối cùng của tập ngày hôm nay. Rồi với tư thế đầu tiên là chống tay kéo gối, còn đây là các bạn hãy chống tay với tư thế chống như thế đất. Lưu ý một
người tập cái mặt trời chúng ta đi uống là tập gì và sau đó nó còn bụng các bạn nhiều nên còn phải bình tĩnh các bạn giữ cho ba bạn thành tụ như thế này giữ nó thẳng khi kéo gối lên cố gắng cho cái đầu gối của bạn nó chạm được sát càng quá những cái bắp tay của bạn tốt là chạm được cái phần ngực của bạn cực kỳ tốt lưu ý thứ hai là cái cổ của bạn phải còn khỏe nữa nè về nó ép cái bụng vô chứ bạn nhiều người tập lên như thế này bước lên vậy nó rất là khó dù cực kỳ khó luôn bạn cần phải kéo nó lên còn lực mặt cơ bụng để kéo nha rồi cố gắng giữ đúng tập đúng cơ thể của nó như thế này rồi 12 cái mỗi bên và tập 3 kẹp cho bài tập này không hề khó rồi hy vọng là với một cái lịch tập tăng cơ giảm mỡ tập đơn giản tại nhà 4 ngày một tuần như thế này bạn hoàn toàn có thể tự tập hãy ghi chép lại là bạn có thực sự hoàn thành theo cái giai đoạn này hay không nếu sau bạn có thể hoàn thành nhiều hơn. Hãy ghi chép lại hôm nay là nào. Bạn đặt mục tiêu và tập được 12 cái nhưng bạn chỉ thực hiện 10 cái thôi. Và hãy cố gắng tuần sau để hoàn thành bài tập này. Rồi, trước tiên này bạn hoàn toàn có thể đăng ký tại website fanpage.com.vn và đăng ký bắt đầu online cùng với mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình và bài tập tiếp theo dành cho nữ để làm sao các bạn có thể trở nên thon gọn hơn, đẹp hơn và mong muốn của mình là toàn bộ các bạn phải trở nên nói chung là mình là nam giới mình thích các bạn đẹp khỏe càng đẹp càng khỏe càng tốt rồi hãy đặc biệt.